Chào quý khán giả của Hồ Bích Trâm Official. Giờ mình xuống thăm ngoại với là mình đem gà ra ngoài cho nhà của chú Ven. Mượn quá chưa? Tết rồi. Nửa rồi. Rồi đây em. Thấy chưa? Tết rồi. Dạ. Có chế độ 05 đi. Ghê. Nay chạy xe 67 luôn nha. Quá dữ. Ù, hoàn cảnh ở đây đẹp quá. Ê da, chạy xe số 7 ghê chưa. Bây giờ Trâm chạy ra đưa gà cho cô chú Ven trước, xong rồi chạy vô thăm bà ngoại. Lấy xe của cậu chạy chơi vậy đó. Cậu tưởng mình không biết chạy xe này chứ. Cảnh quê mình rất đẹp nha quý vị. Trên đây là bắt đầu tới đường quốc lộ lớn rồi nè. Ủa sao nó tát vậy? Hết xăng nè. Tưởng hết xăng nha. Ô cảnh đồng đẹp quá kìa. À chuẩn bị gạt cái đó đó. Mình tướng mình như con trai. Ngược sáng đó kìa kìa. Quay phía này đẹp không? Rồi quay xuống bánh xe nữa. Quay phía bên này nè. Thế này đây là đoạn đường nhà mình đi ra nhà chú Ven nha. Xe này cậu mình chỉ có đi vòng vòng ở trong xóm thôi chứ đi đâu. Giả khi coi clip này sẽ nói là tàu ơi nguy hiểm quá. Quen rồi quý vị ơi, mình đi trong lề mà. Mà công nhận nha, chạy một hồi cái tay này nó rung nè. Tại vì cái này cái xe của chị cậu nó rung quá. Bên té nó rung quá quý vị. Thấy cái xe của cậu nó rung á. Nó tê cái tay.
tay luôn á trời. Ở ngoài đây toàn nhà đẹp không, toàn nhà lầu không à. Ôi cái tay nó rung quá. Ở ngoài Trâm đang chuẩn bị xây một cái tham quan, chỗ tham quan du lịch. Đây, chỗ này là đang xây chỗ khu du lịch nè, tham quan du lịch sau này. Đoạn nào quay mất tiêu rồi. Rồi xong rồi, xong rồi. Quay mất đường vô rồi. Đã gần tới rồi đó. Ở đâu đây nè. Đúng rồi đây. Tới rồi quý vị. Trước đi. Ừ, tao lại tắt máy rồi. Do thả côn á. Đi nãy giờ không sao. Hết xăng. Hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Rồi xăng hết xăng. Vui quá, đi tới đây hết xăng. Cậu tôi thiệt tình. Hết xăng là hết xăng. Rồi đi gửi gà. Gửi cho em, mẹ tính nè con gà. Ủa nhà con nào đi. Coi. Nè. Đi. Hai con cỡ ăn gà này con làm giùm con đi, con chạy về con vô bà ngoại con cái đường ra. Có má con đây ăn. Má con thì chỉ tối lận kìa. Nè. Sợ không có xe đi nè, thằng giờ, em. Bây giờ nấu ở đây luôn hả? Hả? Nấu ở đây. Ê. Cô nấu giùm con đi. Ê. Gà mẹ tính mua làm cho á, gà của mẹ tính luôn á. Nấu gì không biết luôn. Bây giờ luộc xem xét chưa làm sao. Luộc nấu cháo vậy con hả? Dạ, luộc nấu cháo vậy. Rồi chiều chị Diễm Kiều chứ đem xuống bánh xèo bánh ơ rồi nữa. Con mua bánh xèo đâu? Chắc cho bà đó mới mua rồi không rồi. Nè. Mới mua bánh xèo luôn rồi. Không nghe bà nhắn tin cho con vậy á. Chạy ra ăn viện vô ăn thăm bà ngoại, cái bà ngoại đang bệnh. Ăn bằng bệnh viện hả? Dạ không, ở trong nhà, viện nước ở trong nhà chứ lẹ sáng giờ. Nhà con cũng đang sửa đóng mà. Chạy tranh thủ chạy ra bây giờ hết xăng rồi nè. Xe máy của cậu mượn hết xăng rồi. Giờ đi mua xăng đâu giờ trời.
5 6 giờ phải không cô? 6 giờ đi. Đi vô coi nhà của cô chú hình như đang gắn cửa à. Xe thì đã một cùi bắp quá đi nè. Xe của cậu tôi hết xăng mất tiêu rồi. Tôi phải đi đổ xăng thôi. Hồi nay tợ nhà mình đông ha chú. Hello anh. Nhớ không? Hả? Nhớ mà không? Không. Chị biết trên tivi mà. Hôm nay làm kén cửa rồi hả chú? Giờ xuống bếp cái chỗ kia làm xong chưa? Rồi ghé bếp ra đây luôn rồi đó. Hello chị nha. Hello, hello. Sao nay tội nhà mình nay đông như vậy? Nay tân thủ làm dứt điểm. À làm cho sang đúng không? Để chiều ăn tân gia phải không? Dạ. Bữa nay là bắt điện luôn nè quý vị. Bếp ga rồi đâu đó, bếp ga rồi sang hết rồi đó. Thôi đi về đi mua bia nè, đi mua bia về nhậu, về ăn tân ga nè. Nay là lắp cửa luôn. Muốn dây điện vô, ổ điện vô đi ô. Ủa ghé cái bán ở đây nè ta. Đây một cái, coi thử trong phòng mấy cái. Trong phòng một cái đây. Rồi một cái đây. Rồi. Dưới bếp một cái một cái món đèn bự này nữa nè. Trong toilet có một cái nữa phải không anh? Toilet có một cái nữa đi. Rồi toilet có một cái nữa. Chiều nay em ra đây mà. Ra đây. Trời ơi trời. Vừa ngồi nó chảy rồi chụp ở dưới xuống nè. Rồi ông đứng ông chụp chảy đi, tôi đứng dưới đây cho. Chị đứng đây đó. Không ông chụp từ xuống đi chứ. Rồi được rồi. Đưa đây, đưa đây tôi chụp cho. Đưa đây tôi chụp cho. Rồi là cái này tôi hư rồi. Nó cắn nó hư rồi. Chưa, giờ thấy mới có nửa người không kìa. Khổ quá mà. Chắc hy vọng được. Rào á, ông ngầu trên đầu tôi luôn á. Rào đi về chiều gặp. Rào chiều gặp nha. À bye bye. Ông phá hay ông làm vậy? Này là đang phá nè. Cô. Con đem gà ra cho cô ấy, cô làm giùm á. Đem chưa? Con đem rồi, bây giờ con chạy về cô ấy rồi, chiều con mới ra nữa. Chiều để về lo cho công việc xong nữa. Con đi xe máy mà giờ xe máy hết xăng rồi, mượn cái xe 67 của ông cậu giờ hết xăng rồi. Alo. À dạ đúng rồi em.